thưa quý vị, thời gian qua Hồng Loan nào là đi họp báo phim điện ảnh với ekip Sáng Đèn, rồi nào là ra MV ca nhạc mới với anh trai Tí Tội Nghiệp, rồi bên cạnh đó Hồng Loan còn phải tất bật chạy show ở trên sân khấu kịch nói. Khán giả đã được gặp Hồng Loan nhiều hơn, Hồng Loan cũng được trải nghiệm cái cảm giác là chạy show của cha Vũ Linh lúc sinh thời. Còn ở phía ngược lại, Phượng Ve đang phải cực khổ tìm kiếm và lươn lẹo để tìm cơ hội được xuất hiện ở trên truyền thông. Một là thông qua các livestream nói nhảm nói xàm, hai là tạo ra các MV tào lao. Nếu như sự xuất hiện của Hồng Loan nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả, thì sự xuất hiện của Phượng Ve nhận lại cơn bão tẩy chay, nhận về cái làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Hồng Loan ra MV, Phượng Ve cũng ăn theo để ra MV. Nhưng người đi trước lấy được hào quang, còn người học theo thì chỉ nhận được gạch đá. Và thông qua hành trình hào quang vừa rồi của Loan, Sa Xin Trăng đã thay mặt cho Ve để tỏ ra cái sự ghen ăn tức ở đã đẻo sự xuất hiện của Hồng Loan trong phim Sáng Đèn. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của vị giám đốc trung tâm Thúy Nga Paris by Night đã để lại một dự đoán vui từ cộng đồng mạng dành đến cho Hồng Loan. Mọi người dự đoán sự xuất hiện của giám đốc trung tâm Thúy Nga tại buổi ra mắt phim Sáng Đèn như thế này, liệu sẽ là cầu nối nào dành cho Hồng Loan không? Và sẽ như thế nào nếu Hồng Loan được đứng trên sân khấu Paris by Night trong thời gian tới đây? Cụ thể thông tin này thế nào? Xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, những ngày trở lại đây, trên các hội nhóm bàn luận về drama Loan Phượng đang lan truyền nhau bức ảnh cô Tô Ngọc Thủy là giám đốc trung tâm Thúy Nga xuất hiện tại ngày ra mắt phim Sáng Đèn, khiến khán giả đã không khỏi nôi nức và liên tưởng tới ngày liệu cô Thủy có để ý đến người con gái của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và mời Hồng Loan vào một vai nhỏ nào đó trong một vở kịch nói hoặc là tiểu phẩm hài kịch tại các dự án sắp tới. Dù đây chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng nếu xét về cái độ khả thi, thì bản tin Việt thử xem xét những mối quan hệ trung gian giữa Hồng Loan và cô Tô Ngọc Thủy như thế nào nhé quý vị. Xét ở cá nhân, cô Tô Ngọc Thủy thì đã có mối quan hệ làm việc với Bạch Công Khanh, nên sự xuất hiện của cô Thủy ở buổi ra mắt phim Chuyến Trời cũng có thể là một lời mời từ phía của Bạch Công Khanh. Bỏ qua việc vì sao cô Tô Ngọc Thủy xuất hiện ở buổi ra mắt phim Sáng Đèn, bản tin Việt sẽ nói thêm về mối quan hệ khác. Để dễ hiểu thì bản tin Việt gọi đây là bạn chung giữa Hồng Loan và cô Thủy. Thứ nhất, nghệ sĩ Lê Tín. Anh Lê Tín là một trong những nam danh hài xuất hiện khá nhiều lần ở trên sân khấu của Paris by Night cùng với danh hài Kiều Anh. Thứ hai, nghệ sĩ hài Việt Hương, một đồng nghiệp đàn chị khá thân thiết của Bình Tinh, và Việt Hương cũng biết đến Hồng Loan. Thứ ba, nghệ sĩ Ngọc Huyền là một người em rất thân với cha của Hồng Loan và cũng thường xuyên hợp tác với phía sân khấu Paris by Night. Ba người bạn chung này giữa Hồng Loan và cô Thủy chắc chắn sẽ là một cầu nối vững chắc cho Hồng Loan nếu như phía trung tâm Thúy Nga muốn ngỏ lời hợp tác. Nhìn mới thấy đâu là cháu ghẻ, còn đâu là con chuột. Thuở trước, nữ soạn giả Tiên Ngáo cũng có đến tiếng nói là sẽ mời Phượng Ve vô trung tâm này hát. Hát cho sập cái trung tâm của người ta hay gì, cái con đừng sở hữu. Đúng là cái tên, nó chết luôn cái số phận. Ngáo mà, có biết cái ức giáp gì đâu. Tiên Ngáo không biết là có quen được với bảo vệ của trung tâm chưa, chứ ở đó mà muốn móc nối Phượng Ve với trung tâm. Lấy cái lưỡi câu á, móc vô cái lưỡi đớt và cái lưỡi mất dạy của Phượng Ve, nghe còn dễ và nó hợp lý hơn đó Ngáo. Lê Tín, Việt Hương, Ngọc Huyền, ba vị nghệ sĩ vừa có tiếng lại vừa có mối quan hệ với cả hai bên, như thế mới gọi là có tương lai nè Ngáo và Ve. Phượng Ve giờ hát hò cái gì nữa, lo mà hát cái bài Sao Kê và 20 năm tù thì nghe có vẻ hợp lý hơn. Việc cô Tô Ngọc Thủy và Hồng Loan sẽ có cuộc hội họp nào hay không thì phải chờ sự trả lời của tương lai. Chúng ta cũng chỉ dự đoán vui, và nếu như có thì vui, còn không có thì cũng chẳng sao cả. Nhưng đứng trước lời đồn này thì có người đã vô cùng nhột đó quý vị, đó là ông Sạc Xin Trăng. Ở tận bên nước Pháp xa xôi mà cứ thế xỏ cây mỏ về tận Việt Nam để mà cắn xé cái con gái nhà người ta. Thứ độ vô duyên, ông đã cà khịa rằng, Ủa, phim đâu có gì đâu, người kia vai quần chúng thôi mà. Này Sạc Xin Trăng, Ủa là Ủa cái gì? Ủa là tại sao Loan được đi đóng phim, còn con Ve phải đi đóng ăn phí, nên Ủa hả? Ủa là tại sao Loan được biết đến là con gái của ông Hoàng Cải Lương, còn Ve thì chỉ ngậm ngùi danh phận là cháu khách họ?
Ủa là tại sao Loan được đứng trên cái thảm đỏ, mặc đồ đẹp, còn V thì sắp phải đứng tại cái vành móng ngựa, mặc cái áo màu xanh tạm giam. Rồi, ông có coi phim chưa? Mà ông nói, phim đâu có gì đâu. Cái thứ ngu ngục như ông thì biết cái quần đùa gì về nghệ thuật. Nghệ thuật của ông là đi xin trăng, đi xin quan tài, xin gạch đá và đồng sở hữu mà thôi. Bớt nói cho sang nha, ông xả xin trăng. Còn nói cái chuyện, ông nói Hồng Loan vào vai quần chúng là ông ngu quá nè. Đạo diễn người ta đã lên tiếng, Hồng Loan là vai khách mời. Khách mời là đẳng cấp đó nhà ông sạc. Còn quần chúng thì dành cho con ve. Nhưng tiếc rằng quần chúng thôi mà ve còn không được chọn. Đúng là nhục, quần chúng này là quần của chúng thiên hạ. Phượng ve và sáu bào đội mỗi ngày luôn nè. Ngu mà thích nói nho, sống chó mà tưởng mình là đạo nghĩa. Đĩa đói bám chân hạt đồng sở hữu mà tưởng mình là máu mũ ruột rà. Cái thứ vô gia cư, không lo mừng ăn mà suốt ngày đi cà khịa, chôn chĩa tài sản của người khác. Mà tỏ ra là mình trong sạch đàng hoàng, ăn tàn ăn mạc trong nhà người ta. Mấy năm trời không 1.000 phụ tiền điện nước, phước đức thì cạn kiệt mà cứ thấy tạo nghiệp ở muôn nơi. Chó cùng đường rồi nên thích sủa cái gì là sủa hả, cái thằng cha già ngăn hông của Phượng Ve. Già rồi á, sống cho nó tốt để người ta còn thương nha ông già mất nết. Sau này chết còn có người mà thắp nhang, chứ sống ngang tàn như ông thì cái đám tang nó sẽ cô quạnh không một bóng người. Thưa quý vị, như vậy thì mặc cho xà xin trăng cứ thích cà khịa Hồng Loan thì chúng ta cứ kệ nó đi. Quan trọng là bây giờ Hồng Loan đang thực sự sáng trong vầng hào quang mà cha Vũ Linh đã ban tặng. Đây mới gọi là ruột thịt nè bọn kênh kênh kia ơi. Lần này em nói thiệt, em không biết thiệt. Thưa quý vị, đó là câu nói bất hủ của cô gái họ Lê mang tên Hồng Phượng. Tên em rất đẹp, tên một loài chim trong truyền thuyết cao quý. Nhưng không hiểu sao, trong lúc tàn già bỏ rỗi, em chỉ hở miệng bảo con ruột con nuôi, thì em lại biến thành ve, loài vật ký sinh trên Lucky. Có nhiều người bảo, tại sao em thương cậu này, không thương cậu kia? Tại mọi người không hiểu vấn đề, cậu nào em cũng thương hết. Nhưng tại em thấy cậu năm của em có một đứa con gái gả đi mất rồi. Một mình cô đơn quạnh quẻ trong căn nhà lầu mặt tiền, rộng rãi, đất đai ba công không ai trồng nom chăm sóc. Thấy tội quá nên em đặc biệt thương nhiều hơn mà thôi. Mọi người có biết, em phải bấm bụng bỏ hoàn cảnh sống nhà thuê nhà trọ hơn nửa đời người để sống trong căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo do phòng có mấy lầu. Với cậu, em chỉ mua bia, mua thuốc lá, bà số 5, chăm sóc cậu lúc về già bệnh tật. Ngay cậu mất, em là người hụt hẫng nhất nên lỡ miệng nói trước phóng viên phụ con ruột con nuôi thôi. Còn em muốn cái nhà miếng đất, chẳng qua là em muốn lưu giữ chút kỷ niệm còn sót lại trên đời này của cậu mà thôi. Chính vì đồng cảm nỗi đau mất người thân nên em mới sẵn sàng nhường việc thờ cúng cho con mớm để cho nó giống như em, có cái để tưởng niệm. Mẹ em là người em gái ruột mà cậu thương nhất trong nhà. Cậu từng hy sinh 5 căn nhà vàng bạc cả ngàn, thì việc giữ lại một số phong bì tiền phúng điếu thì có nghĩa lý gì mà mọi người phải làm quá? Cậu em không nói thì mắc gì mọi người nói? Mọi người có biết căn nhà mà em sống cùng cậu gần 2 năm qua em xem như máu thịt của mình, dù gì sống cũng từng ấy năm nên có chút kỷ niệm đẹp tuy của cậu nhưng em vẫn xem như là của mình, để chăm sóc vườn cây chậu kiển cho xanh tốt, chứ nhà rộng lau chùi cũng cực lắm, chứ sướng ít gì đâu mà dành rồi sở hữu. Bây giờ tuy ôm vàng, ôm tiền, nhưng trong lòng em vẫn vô cùng trống trải, một khoảng trống mà chỉ có đất, có nhà mới có thể khỏa lấp hết. Em rất nhớ cậu, nhớ từng lời nói của cậu, từng lời hứa của cậu. Phượng rùi, sáu bào, bảy báo, lòng váy hồng, kim xéo bành, tiểu thư, linh vũ, những gương mặt nghệ sĩ bất tài vô đức này hiện tại với biệt hiệu là biệt đội Cần Cần, từng gương mặt dơ bẩn của họ, từng người một đang nổi tiếng khắp mọi ngõ ngách trong xã hội, mọi miền tổ quốc. Báo, bào, rồi ve bỗng dưng trở thành những từ hot được tìm kiếm trên mạng xã hội. Có lẽ từ bước nhảy vọt này, cách xe của họ sẽ cao ngất ngưỡng, đứng trong bậc hạng A giữa giải trí Việt Nam. Nhưng đáng tiếc là bước nhảy này là nhảy thẳng vào vũng lầy, càng ngoạ ngoại thì càng lún sâu. Tài tiếng nó lớn hơn cả tài năng vốn có của họ. Sự nhờ nhuốc kịch cảm đó vô tình biến họ trở thành những người ca nghệ sĩ, nhận vô vàn những lời nghiệt ngã từ phía đại bộ phận khán giả.
Đài truyền hình HTV, đài truyền hình Vĩnh Long cũng phải điều đứng khi lỡ chiếu những chương trình có sự xuất hiện của họ. Nay thì thầu đám tang, ăn tiền phúng điếu, chen ép con gái ruột của người ơn. Giống như cái cách nói của Lũ Cần Cần thì thật sự cố nghệ sĩ đã linh thiêng lắm, đã phù hộ cho Hồng Loan. Và hiện tại, ngoài việc ăn nên làm ra thì Hồng Loan còn nhận được vô vàn sự thương yêu từ khán giả, dù không phải là ca sĩ. Nhưng khi Hồng Loan cất giọng hát thì ai nấy đều phải òa lên, ai ai cũng hào hứng tột cùng khi biết tin rằng Hồng Loan sẽ hát vài bài và ra video ca nhạc để gửi tặng khán thính giả, vô cùng tuyệt vời đúng không quý vị? Còn ai kia là ca sĩ, chắc nó cũng tức lắm đúng không? Cô ca sĩ, tao hỏi gì kể mẹ tao, giờ hát có ai nghe đâu. Trái đắng mà hôm nay Phượng phải gặt là nhân quả báo ứng từ những hạt mầm tội lỗi mà Phượng rồi đã gieo trong đám tang của cổ nghệ sĩ. Hạ bệ Hồng Loan trên báo chí truyền thông để kiếm tiền YouTube, rồi còn định đuổi cổ luôn Hồng Loan ra khỏi chính căn nhà của Hồng Loan, muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Hồng Loan. Mình gieo nhân nào thì giờ gặp quả đó thôi. Có oan tí nào đâu, thanh bại danh liệt cũng là vì những hành vi dơ bẩn của mình tự tạo ra mà thôi. Cậu năm của mình thương cô bao nhiêu thì bây giờ Phượng đã làm cậu mình thất vọng bấy nhiêu. Khi cố nghệ sĩ xuất hiện trong đêm chung kết Sao Nối Ngôi, ai cũng đủ biết là cố nghệ sĩ đang cố gắng tạo cơ hội cho Phượng rồi. Cậu năm không bao giờ tham gia game show, cậu năm có nguyên tắc của cậu năm, mà chỉ vì đứa cháu này, cậu đã phá bỏ nguyên tắc của mình để tạo cơ hội cho đứa cháu. Ai mà ngờ, có bao nhiêu cơ hội cố nghệ sĩ tạo ra cho Phượng đều mang đi phá bỏ. Thân bại danh liệt cũng rất xứng đáng, Phượng rồi à.